đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Tiền đạo Tuấn Hải nghỉ thi đấu một tháng, lỡ hẹn hai trận đại chiến với Indonesia. Lý do ông Chusie đau đầu lên danh sách đội tuyển. Đinh Bắc gia nhập Hà Nội FC, khoác áo 28. Đỗ Hồng Dũng có thể kịp hội quân cùng với tuyển Việt Nam. Đinh Bắc gia nhập Hà Nội FC, khoác áo 28. Chiều ngày 9 tháng 3, Hà Nội FC thông báo sở hữu thành công tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc của câu lạc bộ Quảng Nam tới hết mùa 2024-2025. Tại cuộc đàm phán ngày 9 tháng 3, Quảng Nam chấp thuận lời đề nghị mượn Đình Bắc trong 1,5 mùa giải từ câu lạc bộ Hà Nội. Với thỏa thuận này, Đình Bắc sẽ phục vụ đội chủ sở hàng đấy từ giai đoạn 2 mùa 2023-2024 đến hết mùa 2024-2025. Nhiều khả năng cầu thủ người Nghệ An sẽ ra mắt khán giả thủ đô ngày 12 tháng 3 trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh tại vòng 1/8 cúp quốc gia. Ở Hà Nội FC, Đình Bắc khoác áo 28 và đây là môi trường tốt để một tài năng triển vọng như anh có cơ hội cạnh tranh, chui rèn và phát triển sự nghiệp. Tôi có một chút hồi hộp ban đầu khi chuyển đến câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Từ bề dày thành tích, nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia cho đến tham vọng của đội bóng. Nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để tôi cải thiện kỹ năng chơi bóng, trưởng thành trong suy nghĩ, Đinh Bắc chia sẻ sau khi gia nhập đội bóng thủ đô. Đinh Bắc là bài hợp đồng thứ 3 của Hà Nội trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, sau tiền vệ Việt kiều Ryan Hà và trung vệ ngoại binh Tim Hồn. Sự xuất hiện của anh không chỉ giúp trẻ hóa đội hình mà còn gia cố hàng tấn công của Hà Nội, vốn sẽ tạm vắng Tuấn Hải trong hơn một tháng do chấn thương cổ chân mới gặp ở vòng đấu 13. Trường hợp Đinh Bắc thể hiện tốt, Hà Nội có thể sẽ gia hạn hợp đồng hoặc mua Đức Anh từ Quảng Nam. Đinh Bắc là tài năng trẻ trưởng thành từ Sông Lam Nghệ An trước khi gia nhập Quảng Nam năm 2018. Mùa trước anh ghi 8 bàn giúp Quảng Nam thăng hạng V-League. Mùa này chân sút sinh 2004 ghi 2 bàn trước khi bị kỷ luật nội bộ vì bệnh sao. Đỗ Hùng Dũng có thể kịp hội quân cùng tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi tiền vệ Hùng Dũng đã bình phục chấn thương và có thể có mặt trong đội hình thi đấu với Indo tại vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á. Đây cũng là tin tốt đối với huấn luyện viên Chusie cùng ban huấn luyện trong bối cảnh đội tuyển đang có bất ổn về nhân sự. Trước đó, Hùng Dũng bị chấn thương rách bàn chân phải sau pha va chạm cuối trận Hà Nội thua Thanh Hóa 0-2 ở vòng 9 của V-League ngày 18 tháng 2. Vì vậy, tiền vệ này không được đăng ký thi đấu từ vòng 10 đến vòng 13. Khi câu lạc bộ Hà Nội thắng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 3-1, thua Nam Định 2-3, thắng Khánh Hòa 1-0 và Quảng Nam là 3-1. Nhưng Dũng đã trở lại tập luyện và rất có thể sẽ ra sân ở trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 12 tháng 3 tại vòng 1/8 của cúp quốc gia. Từ đầu mùa giải năm nay, tiền vệ sinh năm 1993 thi đấu 8 trận tại V-League, 6 trận tại đấu trường AFC Champions League của câu lạc bộ Hà Nội. Ở tuyển quốc gia, Hồng Dũng chơi 2 trận đấu giao hữu và 2 trận Asian Cup. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng chưa đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào. Tuy nhiên, việc Hồng Dũng trở lại là tin tốt với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh Chusie đang đau đầu với vấn đề nhân sự. Trước 2 trận đấu gặp Indo trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào các ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3. Hồng Dũng cũng còn khoảng thời gian là 2 tuần để đạt thể trạng tốt nhất cho trận đấu làm khách tuyển Việt Nam trước Indo ngày 21 tháng 3 trên sân Bukano. Danh sách đội hình cũng sẽ vắng Đoàn Văn Hậu do hậu vệ trụ cột này vẫn chưa bình phục chấn thương gót chân. Trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng không tra gọi mặt đều vì chấn thương. Cùng với đó, việc Tuấn Hải gặp chấn thương khá nghiêm trọng trong trận Hà Nội gặp Quảng Nam vào tối ngày 8 tháng 3 càng khiến cho chiến lược gia người Pháp gặp khó khăn hơn. Bên cạnh Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội tuyển vẫn còn một số gương mặt mới dưới thời ông Chusie như Lê Phạm Thành Long hay Nguyễn Thái Sơn. Cầu bóng vàng Việt Nam 2023 Nguyễn Hoàng Đức dù chưa đạt thể trạng tốt cũng có thể là một lựa chọn khi đã trở lại thi đấu thường xuyên cùng với thể công sau chấn thương. Tiền đạo Tuấn Hải nghỉ thi đấu một tháng, lỡ hẹn hai trận đấu đại chiến với Indonesia. Tiền đạo của Hà Nội FC Phạm Tuấn Hải dính chấn thương sau pha vào bóng nguy hiểm của Nguyễn Tăng Tiến. Anh cần ít nhất là một tháng để nghỉ ngơi và chắc chắn bỏ lỡ hai trận đấu của tuyển Việt Nam với tuyển Indo ở vòng loại World Cup 2026. Người hâm mộ Hà Nội FC và tuyển Việt Nam vừa phải nhận tin không vui vẻ về chấn thương của Phạm Tuấn Hải. Cho dù thoát gãy chân sau pha phạm lỗi nguy hiểm của hậu vệ Quảng Nam FC Nguyễn Tăng Tiến, nhưng Phạm Tuấn Hải vẫn phải nghỉ thi đấu ít nhất là một tháng. Trên trang chủ, Hà Nội xác nhận là ngay sau khi mà tình huống va chạm diễn ra giữa tiền đạo Phạm Tuấn Hải và hậu vệ Nguyễn Tăng Tiến ở những phút cuối cùng trên sân hàng đẫy tối ngày 8 tháng 3, cầu thủ khoác áo số 9 đã được bác sĩ của đội bóng đưa đi kiểm tra tại bệnh viện Saint Paul. Theo chuẩn đoán ban đầu, cầu thủ sinh năm 1998 không bị tổn thương về xương. Để có được đánh giá chính xác nhất về mức độ chấn thương, sáng ngày 9 tháng 3, Phạm Tuấn Hải được đưa đi kiểm tra tổng thể một lần nữa. Theo đó, tiền đạo 26 tuổi chấn thương vùng khớp của chân phải, cần nghỉ tối thiểu một tháng mới có thể quay trở lại thi đấu. Đây không chỉ là tổn thất lớn với Hà Nội FC trong mùa giải mà họ rơi vào khủng hoảng mà còn là mất mát đáng kể với tuyển Việt Nam. Tuấn Hải chắc chắn sẽ không thể tập trung cùng tuyển Việt Nam tại dịp FIFA Day tháng 3 2024 và bỏ lỡ hai trận đấu quan trọng với tuyển Indo ở vòng loại World Cup 2026.
Sau thất bại cay đắng tại Asian Cup, Việt Nam quyết tâm vượt qua Indo tại vòng loại 2 World Cup khu vực châu Á. Không có Tuấn Hải sẽ là bài toán khó với huấn luyện viên Chuse. Kể từ khi nhậm chức, huấn luyện viên người Pháp xem Tuấn Hải là tiền đạo số 1 trên hàng công của tuyển Việt Nam. Lý do huấn luyện viên Chuse đau đầu lên danh sách đội tuyển. Tuyển Việt Nam hội quân ở thời điểm nhiều ứng viên còn bận thi đấu vòng 1-8 cúp quốc gia hoặc đang nỗ lực hồi phục chấn thương. Vì vậy, việc cho danh sách là không dễ dàng với huấn luyện viên trưởng Chuse. Ngày 9 tháng 3, V-League kết thúc lượt đi để bước vào quãng nghỉ giữa mùa kéo dài 20 ngày. Trong thời điểm này, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 12 tháng 3 để hướng tới vòng loại World Cup gặp Indo ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3 và vòng chung kết U23 châu Á 15 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, trong ngày đầu tập trung, ông Chuse chưa kể có đủ quân số bởi thành viên bận khoác áo câu lạc bộ thi đấu vòng 1-8 cúp quốc gia. 8 cặp đấu cúp quốc gia gồm có Công an Nhân dân với Đồng Nai, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Nam, Long An, Bình Dương, Sông Lam, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định và Nam Định, Thi công Viettel và Công an Hà Nội. Sớm nhất ngày 14 tháng 3, số tuyển thủ có thể lên tới có mặt tại Hà Nội để hội quân và dự kiến tập buổi đầu tiên một ngày sau đó. Như vậy, Việt Nam có chưa đầy một tuần chuẩn bị cho trận lượt đi trên sân Bung Karno của Indonesia. Trước đó, trong cuộc họp chuyên môn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Chuse chủ động đề xuất cắt giảm thời gian các đợt tập trung đội tuyển. Bởi theo ông thì quan trọng nhất là các cầu thủ cần phải thường xuyên ra sân thi đấu nên phải ưu tiên các giải league. Ngoài nhóm cầu thủ hội quân muộn, ông Chuse còn cần theo dõi tình trạng hồi phục chấn thương của một số học trò. Sau 3 vòng đấu phải nghỉ vì chấn thương, tiền vệ Hùng Dũng đã trở lại trong trận Hà Nội thắng Quảng Nam tối ngày 8 tháng 3, song cũng đã trở lại trận đấu này. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đã phải nhập viện sau pha vào bóng thô đạo của đối phương. Quả bóng bạc Việt Nam 2023 hiện là chân sút ghi nhiều bàn nhất đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Chuse. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu thì vẫn đang trong quá trình chữa chấn thương nên chắc chắn chưa thể gặp mặt. Các cựu binh khác đang phải theo dõi sát sao là trung vệ Nguyễn Ngọc Hải, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, thủ môn Đặng Văn Lâm. Danh sách tập trung ngày 12 tháng 3 tới không chỉ phục vụ trận đấu lượt đi tại Indonesia mà còn cần phải tính toán cho cả lượt về tại Mỹ Đình ngày 26 tháng 3. Cũng bởi những lý do trên mà ông Chuse mất nhiều thời gian để cân nhắc trước khi công bố danh sách tập trung chính thức.